Tôi cũng thông báo cho Vinh một cái tin rất là vui, đó là cuốn sách tôi đang cầm trên tay. Cuốn sách này bên trong nó chứa đựng 1.000 cái hình ảnh liên quan tới tất cả các chủ đề mà đời sống của chúng ta. À, ví dụ như là con chúng ta đã học môn lịch sử phải không? Môn lịch sử thì các bé nó ngán nhất chính là nhớ những cái ngày tháng. Thì đây, tôi đã mã hóa những cái con số thành những cái hình rất là quen thuộc. Bé nào cũng có thể. À, bây giờ 47, đó, chúng ta sẽ thấy hình là người đang leo cầu thang. 48 là Doraemon. Ứng dụng rất là đơn giản. À, tôi giúp cho con quý vị nhớ những cái con số bên trong cái môn lịch sử một cách dễ dàng. À, các con số đều được mã hóa. Đây, rất là dễ thương. À, và đặc biệt là nó có cả tiếng Anh nha. Đó là con quý vị có thể là học cùng lúc vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Đây là cơ hội để con của mình rất rèn luyện tiếng Anh đấy. Người ta gọi là đây là 1.000 từ khóa mà dùng trong đời sống của chúng ta. Còn đối với những bé mà học môn địa lý mà muốn thuộc thì ở trang 47 ha. 47 thì nó có cái chủ đề là thời tiết, đó quý vị thấy không? À, ví dụ như là buổi chiều afternoon hay là bình minh sunrise. Tất cả những cái này đều được vẽ một cách rất là đơn giản, bé nào cũng vẽ được hết. Đây là cái cơ hội để cho con chúng ta rèn luyện cho nó một cái bộ não toàn hình ảnh. Và sau khi con của mình đã rèn luyện thành thạo rồi thì con có thể sáng tạo những cái hình ảnh theo cái nét vẽ mà gọi là thầy đã hướng dẫn. Quý Vinh thân mến, quý Vinh đã có cuốn sách Kích hoạt thiên tài sáng tạo cho con của mình chưa? Đây là một cuốn sách rất là thú vị mà tất cả những cái tuyển thủ siêu trí nhớ, siêu trí tuệ Việt Nam mà quý vị nhìn thấy các học trò của tôi biểu diễn trên TV, các con đều được học một cách bài bản từ những cái hình vẽ đơn giản như chuyển hóa bằng hai tay như thế này. À, nếu mà quý vị coi những cái chương trình về siêu trí tuệ hoặc là siêu trí nhớ, theo dõi các cái phương tiện truyền thông báo đài thì quý vị biết những học trò của tôi cho quý vị xem một vài bạn. Ví dụ như là siêu trí tuệ Gia Hưng, siêu trí nhớ Gia Hưng. Đây, cậu bé rất là dễ thương đúng không? Mặt mũi rất là thông minh, trán cao. Cậu bé này là một tuyển thủ được đào tạo từ những cái năm 2017 đây. Lúc này là Gia Hưng đang bé tiêu tiêu bên cạnh thầy và các bạn ha. Thầy lúc đó vẫn còn tóc. Rồi, tiếp theo nữa là lúc này là một vài hình ảnh về Gia Hưng. Mấy thầy trò đi trượt tuyết ở sân trượt băng quốc tế. Rồi tiếp theo nữa là quý vị coi siêu trí tuệ Hồng Anh. Đây, cô bé thông minh, rất là xinh xắn. Hồng Anh cũng là một tuyển thủ được đào tạo từ những năm 2017. Lúc đó là đây nè, Hồng Anh đang đây nè. Hồng Anh đây, Gia Hưng đây. Hiện tại thì Hồng Anh vẫn còn ở trong đội tuyển của đội tuyển Việt Nam chúng ta, siêu trí nhớ Việt Nam. Đây là đội tuyển lúc đánh giải tại 2018 tại Hồng Kông. Đây, Hồng Anh lúc này lớn rồi ha. Càng lớn càng dễ thương. Hay là quý vị coi là siêu trí tuệ Phương Nghi. Đây, siêu trí tuệ Phương Nghi. Đây, siêu trí tuệ Phương Nghi đây. Thì siêu trí tuệ Phương Nghi là vẫn là một thành viên trong đội tuyển của chúng ta. Đây này, siêu trí tuệ Phương Nghi. Đó, thầy lúc này là chọc đầu rồi. Dạy quá chọc đầu. Đấy là siêu trí tuệ Phương Nghi. Rồi, nếu mà quý vị mà coi về siêu trí nhớ, gọi là biết hai chị em Đặng Ngọc Phương Trinh và Đặng Thu Hiền, Đặng Phương Trinh thì là quý vị coi hai cái học trò này thì quý vị biết là các con có cái năng lực nhớ rất là siêu đẳng, rất là siêu đẳng luôn. Hay là quý vị coi này lúc con nhận giải nè, nhận giải trong trận chung kết được chủ tịch của Liên minh châu Âu, siêu trí nhớ của Liên minh châu Âu Dominic O'Brien, và có gọi là nhà vô địch của Mỹ John Ram. Đây là học trò rất là yêu quý, hiện tại đang luyện tập để chinh phục huy chương vàng năm nay tại giải đấu siêu trí nhớ diễn ra tại Ấn Độ, siêu trí nhớ thế giới. Và những học trò khác ví dụ như là Huỳnh Lâm Minh Thanh. Đây là lúc mà Huỳnh Lâm Minh Thanh được nhận huy chương kỷ lục từ Thứ trưởng Tham Văn Phúc, gọi là Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Hay là một cậu bé Huỳnh Lâm Tính. Đây, Huỳnh Lâm Tính, đây là những học trò. Huỳnh Lâm Tính cũng là một tuyển thủ trong đội tuyển. Huỳnh Lâm Tính, đây. Đây là Huỳnh Lâm Tính ha. Và rất là nhiều học trò khác ở lứa tuổi trưởng thành thì có siêu trí tuệ Ngọc Bình, kỷ lục gia Nguyễn Đình Thiết. Đây là những học viên mà họ được học bài bản từ những cái cơ bản họ học lên. Và tất cả những cái đó nó đều có trong cái cuốn sách này. Quý vị cứ thấy số 0 là quý vị nói con của mình á, hãy vẽ nó thành quả trứng. Thấy số 1 thì hãy tưởng tượng nó là cái cán của cái dù, của cái ô. Và thấy số 2 thì nghĩ tới con vịt. Thấy số 3 thì nghĩ tới quả tim. Hoặc có người khác họ nhìn ra đây là cái mông.
Con mình nó nhìn ra cái gì thì biểu nó ghi cái từ xuống đây, còn đây là cái từ mà thầy gợi ý cho con thôi. Tương tự như vậy, số 4 là cái ghế, số 5 là quả táo, rồi số 6 là ốc, số 7 là cái rìu, số 8 là người tuyết, số 9 là con hươu cao cổ. Tức là nói túm lại là nhìn thấy một con số thì đừng có để nó dưới dạng con số, mà hãy để nó dưới dạng một cái hình ảnh. Và có thể con của mình nó sẽ nghĩ ra một hình ảnh khác tùy, nhưng đây là một cái hình ảnh mà thầy gợi ý chung cho các bạn có thể tham khảo. Và nhớ là sẵn tiền chúng ta cho con chúng ta học cái từ tiếng Anh bên dưới này, ngôn ngữ quốc tế cần phải được thành thạo, nên là dưới mỗi cái từ này đều có một cái từ tiếng Anh. Nếu mà phụ huynh mà không giỏi tiếng Anh đừng có lo nha, mình chỉ cần lên Google dịch, mình bấm từ điển cho con mình dịch. Và sau khi mà con của mình nó thuộc cái hình, nó nhìn qua cái hình này rồi, thì mình nói nó vẽ nháp ở ngoài giấy một vài lần, nhớ là vẽ rồi sau đó vào trong này là có khung vẽ bằng tay phải. Phụ huynh thấy ở trên này có 15 hình đúng không, 1 2 3 4 5, có 3 dãy như thế này là 15 hình. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị cho con của quý vị 15 cái ô trống, thì chúng ta nói con của mình vẽ 15 cái hình đó vào 15 cái ô này mà bằng tay phải, tức là tay thuận của con. Rồi sau đó biểu nó vẽ tiếp 15 cái hình đó mà bằng tay trái, tức là tay không thuận của con. Cũng có đứa là nó thuận tay trái thì cái tay này gọi là tay không thuận. Làm sao mà nói con của mình cứ một cái hình là cứ vẽ vào bằng tay trái và bằng tay phải, và nhớ ghi luôn cả từ tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đây là một cuốn sách tôi rất là tâm huyết, ấp ủ rất là nhiều năm và đã dùng nó để đào tạo cho rất là nhiều học trò siêu trí nhớ, siêu trí tuệ. Nó có 10 level, thì đây chính là level đầu tiên mà con quý vị cần thành thạo. Nếu mà không qua được level này thì coi như không thể nào mà con của mình có bộ não siêu đẳng được hết. Đây, quý vị hình dung không ạ? Đó, những cái con số được mã hóa, 28 là một củ cà rốt, cộng với con thỏ, carrot and rabbit, ha. Chúng ta hãy chỉ cho con của mình mỗi ngày, là nhớ là mỗi ngày chỉ vẽ một trang này thôi nhé. Một ngày là chỉ vẽ 15 hình này cho thành thạo. Rồi, cứ tương tự như vậy thì xuống dưới. Đó, ngoài cái bộ hình ra thì chúng ta sẽ tới cái bộ gọi là động từ, danh từ, thường gặp. Tôi gọi là những cái từ thường gặp, lắng nghe, listen, học, learn, teach, dạy. Thì khi con nó vừa nghe một cái từ, người ta nói là lắng nghe thì nó phải vẽ cái hình dạng dạng như vậy, hoặc là học thì nó vẽ cái hình như vậy, dạy thì nó vẽ cái hình như vậy, và bên dưới có từ tiếng Anh. Làm sao để đứa trẻ khi nó nghe người ta dạy một cái gì đó thì nó phải có một cái từ trong đầu để tóm tắt cái nội dung đó. Đây chính là cái kiến thức căn bản để con thuộc bài tại lớp. Nhớ là cứ 15 hình này là cứ vẽ vào trong tay phải và vẽ qua tay trái. Đó, con của quý vị cứ học như thế này nhé, nó học thành thạo cái này thì nó sẽ kích hoạt được bộ não. Cái lợi ích đầu tiên đó là người ta gọi là kích hoạt song não, tức là cả não trái lẫn não phải đều phải làm việc. Khi mà con chúng ta học theo phương pháp này thì não trái cũng làm việc mà não phải cũng làm việc. Nhớ là khi mà ghi chữ lắng nghe thì nói con ghi bằng bút đỏ, còn khi vẽ thì bằng màu đen, giống như vậy nè, y chang vậy. Có thể con nó vẽ đẹp hơn hay là nói từ tưởng tượng nó vẽ ra hình khác tùy nó, nhưng mà trên tinh thần đây là những cái hình mà thầy gợi ý cho con đó, thì cứ vẽ bằng tay trái và vẽ bằng tay phải ha. Nó như thế này, rất là dễ vẽ, bất kỳ trẻ nào cũng học được, cả từ lớp 1 đến lớp 12, thậm chí những bạn mẫu giáo, nói chung là cầm bút vẽ được là vẽ được. Vậy thì nhớ là vẽ xong thì mỗi ngày post lên Facebook và hashtag thầy vào. Ví dụ như thế này, tôi sẽ làm cái mà các học trò đang làm nhé. Ví dụ như là ở đây là chúng ta có gọi là một học trò, bất kỳ một học trò nào đó ở trên, bây giờ mỗi ngày các con đều làm và báo cáo với thầy ở trên internet ha. Để coi các học trò của tôi, các bạn làm và các bạn đấy kích hoạt thiên tài sáng tạo đấy, giảng viên kỷ lục gia siêu nhớ Nguyễn Phùng Phong nè. Đó, rồi đây là bạn Minh Huy, đây con vẽ nè, đây là cái hình con, cái hình mẫu nè, con đã vẽ tới đây rồi. Đây là hai tay nè, đó con vẽ giống vậy nè, thấy không? Tức là khi vẽ như thế này thì chúng ta sẽ quan sát được cũng là con cua, nhưng vẽ bằng tay phải thì nó giống như thế này, mà vẽ bằng tay trái thì nó giống như thế này. Vẽ bằng tay phải thì cái kẹo mút nó như thế này, mà tay trái thì nó như thế này. Đó, thì khi mà con quý vị vẽ như thế này thì tôi sẽ quan sát và tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị biết, cái con của mình nó đang mạnh cái gì. Đây, như bạn này thì bạn chụp vẽ theo cách này đó. Học trò của tôi, các anh chị thấy hàng ngàn bạn trên khắp cả nước và cả những cái học viên người Việt ở hải ngoại, các con vẫn đang học những cái chương trình như thế này.
Tôi rất là mong quý vị sẽ dành chút thời gian để đầu tư cho con của mình nó được học. Điện thoại hotline ở dưới cùng đây, đây là hotline của Tâm Trí Lực đây, 0939 279 868. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thành công trong việc nuôi dạy đứa con yêu thương của mình. Và nhớ đồng hành cùng với chúng tôi để chúng ta có thể tạo ra những cái nhân tài thực thụ cho đất nước tuyệt vời của chúng ta.